Dạ, ở đây mình sẽ nói thêm về một số cái tiện ích khác của máy rửa chén Bosch nha. Thì chiều cao trung bình của một máy rửa chén Bosch đó là khoảng là 845 mm, thì đó là máy độc lập. Còn trong trường hợp khách hàng muốn sử dụng máy độc lập để lắp âm trong tủ thì vẫn có thể được nha. Đơn giản lúc đó chúng ta sẽ tháo cái nắp này. Chúng ta tháo cái nắp này chúng ta bỏ đi thì nó sẽ giảm chiều cao của máy rửa chén xuống còn là 815 nha. Để lúc đó chúng ta có thể lắp âm tủ được. Về chức năng an toàn thì máy rửa chén của Bosch, hầu hết máy rửa chén của Bosch nó sẽ có một cái chức năng gọi là AquaStop. Và chức năng này hoạt động độc lập với máy nha. Chỉ cần cắm điện vào trong máy là chức năng nó sẽ hoạt động AquaStop. Đối với chức năng AquaStop nó sẽ hỗ trợ điều gì? Trong quá trình sử dụng, nếu có nước rỉ ra trong quá trình sử dụng, có thể rỉ trong thân máy hoặc là rỉ từ cái đường nước cấp vào thì máy nó sẽ tự động nó ngắt, đơn giản vậy thôi.